Hi Dũng xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi dự khai trương một cái shop mới. Và shop đó làm về cái gì? Mời các bạn theo Dũng. Tí nữa chúng ta sẽ biết được vấn đề của cái shop này nó những cái gì đặc biệt nha các bạn. Ok, chúng ta đi nào các bạn. Đây các bạn, đây là dàn xe của anh em hôm nay đến dự cái buổi khai trương này. Thì xin tiết lộ đó là hôm nay mấy anh em đi đến dự một buổi khai trương làm đề can xe mô tô giống như xe của Dũng, thì thương hiệu AK. Thì bây giờ sẽ bắt đầu làm tại khu vực này ở quận 2 nha các bạn. Đây là những chiếc xe từ AK dán đề can ra. Các bạn thì hôm nay là nhộn nhịp nha các bạn. Quá trời xe luôn, siêu xe. Đây là BMW i8 của anh em Tifon luôn.
À, các bạn thấy không, xe này full carbon luôn các bạn. Và đây là Kia Morning của em Nghĩa Mỏ Đá, cũng Tifon luôn. Thì xe này được trang bị một nguyên một dàn lo rất là hot luôn, dàn lo rất là dữ. Rồi mình đi tiếp nha bạn. Rồi trước mặt mình là BMW M6 của anh Hoàng, rất là đã luôn, xe mạnh lắm. Anh xem sơ qua bộ máy của BMW M6 các bạn. Anh Hoàng, anh Hoàng nói sơ sơ về cái máy xe anh, nhưng mà có turbo có gì không Hoàng? Có turbo đôi em. Turbo đôi V8 này. V8. Dữ lắm nha các bạn. Bao nhiêu dây lên chậm anh? Có mấy giây em? 30 mấy. Quá dữ luôn. Đây các bạn, xe đã lắm nha. Và đây là BMW của em Phương, Tifon luôn. Các anh em cũng đang đến, đang đi đến này kia. Rồi chúng ta vào bên trong với bạn để xem tiếp những cái xe còn lại. Đây là Hayabusa của em Thịnh Martin. Rồi hạt lây với lại trên đây là cá voi 2020 Aprilia và đây là xe Honda. Rồi có R6, còn BM xanh. Bây giờ ra trong hành chạy tới Metro. Anh em rất là đông nha các bạn. Anh em đến dự khai trương rất là đông. Tối mai đi không? CBR 2R. Anh thì sao không được, anh đủ thêm một FB. H2 full carbon. Tối nay đi đi. Rất là nhiều đồ chơi nha. Tối nay đi cũng được. Tối nay đi đi. BMW S1000R 2R CBR 2R KTM của Dũng, có Decan, AK Decan mới hôm nay khai trương, và xe của em Đông Nghi cũng được dán hai chiếc full AK Decan hết. Xe của em Dũng Trần, đây là thánh bốc đầu của Tifon. Dũng này chạy bốc đầu vui lắm. Giới thiệu tiếp với các bạn, đây là mấy siêu phẩm. Thì đây là BMW, đây là MV Agusta F4 RR, đây là Su, và đây là ZX10, đây cá voi 2020 lên bô AK full system, và thêm một chiếc xe. Các bạn biết xe này của ai rõ gì? Của em Đông Nghi 27, xe quá quen thuộc đúng không các bạn? Rồi các bạn, đây là công tác chuẩn bị trang trí mấy đề can lên để mà làm cái showroom dán đề can. Anh em đang rất là phấn khích. Đây là các anh chủ của shop AK đề can mới. Địa chỉ là số 27 đường 17 An Phú, quận 2. Ok, các bạn đến ủng hộ nha các bạn. Chúc các anh mà nó thành công, đại hồng phát. Cảm ơn tất cả anh em nha, mong được sự ủng hộ tất cả anh em nha. Thank you. Này có em Lý nữa nè. Em Lý đến dự khai trương AK Decan. Đâu em nhân viên anh. Hello anh Kenny. Hello. Xâm tụ luôn nha bạn. Rồi chúc mừng, chúc mừng. Vì gì đến bia giờ xe này bạn. Ok.
chứ khác đi. Ok. Tâm đây em, tâm. Một tâm. À, mấy anh em vô. Thông quan. Đồng vui. Hôm nay rất đông vui nha anh em. À, kế hoạch là hôm nay tất cả anh em Tifon sẽ ở đây cho đến chiều. Thì mình cũng bật mí với mọi người đó là hôm nay Akadekan mới, tân Akadekan có chữ R là đăng ký thương hiệu luôn, độc quyền luôn, và của anh em trong Tifon mở ra làm chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay. Đây. Anh em đang thử xe nè. À, em Lý đang dán decal AK decal cho xe Ducati Panigale 1199 S. Ok. Dán xe anh chụp đóng ngay chỗ đi canh rồi, nãy dán ngay về đó. Bây giờ cũng có anh em tới nữa, anh Bình bên Tifon nữa bạn. Đây là có dán rồi nè, em chỉ cho anh chụp đóng thôi. Rồi tiếp tục thêm một chỗ của xe nữa. Đây xe Harley. Bạn người đẹp đang dán cho Aprilia. Lý và Linh Thành chắc mấy anh em biết nhiều luôn á. Ok, đẹp chưa vậy? À, đúng rồi, hai chị nhà báo luôn. Lý tiếp tục dán lên từng chiếc xe. Đây nè, xe mới vô nè. Quân cái nữa, quân cái đi cạnh. Nghe đây nè. Tại vì đó, mẫu đi cạnh mới, còn AK kia là AK cũ. AK này là có chữ R đăng ký rồi, phải quyền thương mại luôn rồi. Xe nhiều quá, bạn Lý dán mạch nghỉ luôn á anh em ơi. Kỹ chưa? Ok. Kẹp nó vậy? Kêu bạn, Dũng giới thiệu lại lần nữa cái địa chỉ của cái chỗ này nha bạn. Đó là số 27 đường 17 An Phú B, quận 2 nha bạn. Mấy anh em giao lưu đông vui. Đúng không? Chắc nghi vậy, em nghi vậy. Rồi dán dán bằng cách. Sao em giao? Dũng chụp em đóng đen Dũng. Đây, Dũng vô chụp cho Gia Bảo nữa bạn. Hai máy luôn, hai máy luôn, hai máy luôn. Rồi ok. Rồi giơ tay hai cái anh quay cái coi. Rồi ok. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em Maker về một cái sản phẩm của mình, đó là về thương hiệu AK Decal.
Thương Hiệu này mình sẽ thiết kế về tất cả những cái mẫu mã xe mới nhất và những cái thiết kế theo ý tưởng của anh em và những suy nghĩ của anh em, mình sẽ cho ra những sản phẩm tuyệt vời nhất để phục vụ cho anh em. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em biker. Thì Dũng cũng hỏi thêm với Đức là về vấn đề design rồi mẫu decal thì có gì đổi mới không? Tất cả những ý tưởng của khách hàng sẽ là ý tưởng mới riêng cho khách hàng. Còn khách hàng có ý tưởng thì bên AKDK sẽ và thiết kế sẽ giúp khách hàng thực hiện ý tưởng tốt trên một con xe khách hàng. Ok, như vậy là quá ok rồi. Khách hàng có thể đưa mẫu rồi bên đội thiết kế của mình sẽ tư vấn để mà làm sao cho phù hợp với cái tỷ lệ trên chiếc xe không? Đúng rồi, chính xác. Ok, rồi đây là một số mẫu decal nha các bạn. Còn rất là nhiều decal nhưng mà do hôm nay là ngày mới bắt đầu khai trương, thành ra chưa có lên hết hàng, còn nhiều lắm. Thì ngoài bạn Đức ra thì anh em có thể đến đây, rồi cũng còn vài anh em khác cùng với anh em kỹ thuật sẽ tư vấn cho các bạn, hoặc là mình có thể liên lạc qua Facebook và email để mà trao đổi với nhau về mẫu xe. Như Dũng đã từng dán và mấy anh em trong mô tô ai cũng đã từng dán AK Decal thì cảm nhận một cái điều là chất lượng keo của AK Decal rất là tốt. Mình dán nay là hơn năm mà không có vấn đề gì hết. Về thiết kế thì các cái luôn luôn có cập nhật mới. Đúng rồi, cảm ơn Dũng và tất cả anh em nha. Hy vọng sẽ được phục vụ cho anh em những sản phẩm tuyệt vời nhất, tốt nhất để dành tặng cho những con xe quý nhất của anh em. Rồi, cảm ơn Dũng. Tông AK Decal mới và thêm cái logo đây. Thì AK Decal mới á là sẽ có chữ R là đăng ký độc quyền. Ok, rồi Dũng chúc bạn Đức và anh em Hồng Phát. Rồi, thank you tất cả anh em, thank you các bạn. Hôm nay là có em Tùng qua ủng hộ cho Đức khổng lồ. Tùng thấy sao Tùng hôm nay với hay sao Tùng? Dạ, hoành tráng anh. Anh em nào có muốn đi mít là xin bảo dưỡng xe, chăm sóc, nói chung là muốn tuốt cái đang xấu đúng không, tuốt lại đẹp trai tươi ghẻ anh được. Ok, anh em muốn làm đẹp xe thì đến 27/17 An Phú B, quận 2 gặp Đức Không Lồ và anh Phát Hoàng, anh Nhật. Ok, hô bí có bấm đúng cái chiếc xe mất tiêu không? Cái này nó rất là ngầu. Bấm thêm cái nữa là nó mất tiêu luôn. Vô quán cà Hình Nguyễn mất tiêu nha. Rồi xe đề một phút. Xe Hình Nguyễn. Đây nha bạn, đây nè. Đây nè. Mình dạy Patin nha, đây logo của mình. Đây là logo T-Full. Patin. Patin Thịnh Nguyễn. AK Decal. Rồi AK Decal là mới được dán luôn. Đó. Ok. Rồi. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với chương đầu tiếp theo của chúng tôi. Đây là xe của Đông Nghi Rắc Chinh. Tô Hà Đông Nghi Rắc Chinh thôi. Dễ châu. Rồi. Rồi bên đây các bạn giới thiệu tiếp. Đây là những giờ là dễ dàng rồi nha. Là những chiếc xe đang còn tiếp theo rồi. Rồi máy đó là một thành viên một đó. Để từ nguyên ô tô. Rồi qua đây, tiếp theo. Vô luôn. Đây là S1000 nhưng mà xe này lên được khá nhiều đồ chơi luôn các bạn. Đây. Đúng rồi. Nhìn dàn chân. Bích đầu chạy sân. Con này quá trời đồ. Bích đầu chạy sân. Xe này không có đèn. Bích đầu đi chạy sân. Cho nên là xe rất là đẹp các bạn. Rồi, tiếp theo là chiếc gì đây? Mình nha các bạn. Xe này là full carbon. Carbon luôn. Mà nhìn dàn chân hơn là đủ tiền. Bấm đồ chơi luôn à. Em hết. Xe này chủ yếu chân thôi. Đây xe này là của Babin Smith nha. Xin lời. Full carbon. Bị hiếm ra nè. Chiếc này trước là 4 bô đúng không? 4 bô. Giờ làm lại 1 bô. Má làm giới thiệu rồi đấy. Mới xong. Sư Lê có một chiếc khắc tên này Sư Lê luôn. Chiếc Đông Cà Tì. Giới thiệu với bạn, đây là con xe Dio. Nó bay luôn vậy, nó lên. Độ độ rất là dữ dằn. Đây, chủ xe đấy bạn. 50 độ lên. Đây là chủ xe. Xe mới là xe 50 nha, độ lên 150 luôn. Rồi Bảo, giới thiệu luôn Bảo. Xe này hả? Cháy 45 anh. Ủa tính ra hơn. Đấy. Đấy. Trái này nhiêu đây? Trái nhiều. Đấy. Trái 50. Trái 50 luôn, dữ quá. Chưa. Bốc đầu quá dữ. Đây. 100 bằng gói. Hôm nay ông ra xe bữa giờ chưa bán được, má hên là tí nữa có hai xe gì rồi. Đây, anh em thử xe đó các bạn. Đây. Chạy chiếc AK Decal luôn.
xe chạy vui lắm bạn, nhưng mà mạnh lắm nha. Bạn này không dám dặn luôn. Đó, xe đẹp chưa? Đây nè bạn. Nẹt bô luôn, nẹt bô luôn, nẹt bô luôn. Nó vừa không? Cái bình luôn, nó ngồi nó có vừa không? Nẹt bô luôn em, nẹt bô luôn. Bô này này. Dữ lắm à. Dữ lắm. Dữ lắm, đúng lắm luôn, đúng lắm luôn, đúng lắm luôn. Đó, mấy anh em quận 9 tới nha các bạn. Anh em mô tô quận 9 rồi luôn, đây là mấy anh em quận 9 luôn. Tôi full quận 9 luôn. Ok, mọi người tươi nha. 2, 3. Rồi. Đây là con R6 phiên bản mới. Giờ Gia Bảo đang lên coi thử xe. Không, cái đó mình gắn đỡ để mình gắn đổ luôn. Nó gắn đỡ đó mình bay thêm lên cái bên bỏ xe dài bốc luôn các bạn. Bên đường bên này nó từ đó đâu ra má, cái xe này chạy sân phải đâu phải vừa đâu. Ai chạy rồi đó. Má xe thằng này chạy sân đâu phải vừa đâu. Ai chạy rồi. Mới chạy đó. Mới chạy á, vừa chạy á. Rồi, cái này là có tốc độ mới rồi. Đi qua này. Cái này chắc nó vô cua chắc không xì ba. Đó. Rác quá, vô rác vỏ luôn à. Ừ. Chỗ này cho anh em mà chạy sân chứ không là rác lắm. Đúng rồi. Cứ cầu cạo rồi. Nay anh nay không đi. Còn mới đây mà. Nhưng mà vỏ trước không phải các bạn. Vỏ này chắc phải luôn. Xe này có bán nha các bạn. Anh em nào mua thì liên hệ bên Typhoon. Nhẹ lắm. Kim Hậu Thiên. Chưa được à. Facebook Kim Hậu Thiên. Đúng không? Tại tại không á? Xe không chứ ai? Là mạnh nhất hả? Không? Mà xe thấp rồi, thấp hơn thì này xe lấy xe nào ngồi cũng được hết. Rồi, giờ Bảo lên xe. Rồi Bảo lên xe về Bến Tre luôn Bảo. Đó. Ở đầu ba luôn. Đầu ba lên đầu luôn. Lên đầu. Đây. Quay đầu xe luôn, Gia Bảo quay đầu xe luôn. Rác chưa? Quá dữ rác. À, không có thầm. Quá phê. Ok. Quá đòn sùi luôn. Anh em. Đang ra ngoài để chuẩn bị giao lưu ăn trưa. Thì kế bên là có quán dây, mọi người sẽ vào trong đó. Đây các bạn coi show cái view của tiệm. Rất là nhiều xe nha. Xe nhiều lắm. Bên trong bỏ không có đủ chỗ nữa, thành ra phải để bên ngoài. Đã lắm nha bạn. Rồi có mấy chiếc bán tải luôn nè. Nissan. Hai chiếc Nissan luôn. Chiếc kia cũng Nissan, chiếc này cũng Nissan luôn. Navara. Xe bộn vô kìa. Động vui lắm nha bạn. Còn ở đồ không, Typhoon. Thì vậy em đi xe sẽ được. Đó rồi, đi qua đó ngõ mới lạnh em ơi. Dạ. Ngồi bây giờ chưa mới lạnh luôn chưa. Anh em liên quan buổi trưa. Tại quán dê. Các bạn, rồi thì
cái tiệc khai trương cũng kết thúc và anh em bắt đầu đi về từ từ. Rồi mời các bạn xem qua một số xe của anh em nha các bạn. Ok anh em đi về. Rồi bye bye. Rồi. Bữa khác gặp. Hai bữa nữa, ba bữa nữa. R1. Cương đi về luôn. Bye luôn Cương. R1, R6. Cá. Bye. Bảo về luôn. Giao bảo. Ok, rồi bạn. Đây, mấy anh em đi về. Xong đậu chưa? Đó. Quá đã luôn, quá đã luôn. Ok anh em, hiện giờ Dũng quay lần nữa nha. Chiều rồi, trời mưa rồi. Đây là cái tiệm sẽ dán decal cho anh em thật là đẹp. Bằng chứng là tất cả các siêu xe hot nhất Việt Nam bây giờ đang nằm bên trong. Và Dũng chỉ mong một điều là anh em ủng hộ cho AK decal mới có dấu R bản quyền đã đăng ký thuộc về anh em Typhoon. Ok. Và bây giờ mình đi thẳng vào trong nha bạn. Để xem sơ qua một lần nữa các xe. Đây là các xe hot. Không cần nói, anh em nhìn là cũng đâu biết xe này như thế nào rồi đúng không? Ok. That's your idea right, you know. Này, tất cả đều xe hot. Và bên trong đây là anh em đang dán cho chiếc H2 của Tiêu Phong. Còn đây là chiếc S bản full của Tô Hà Đông Nghi, một đứa em trong tay full tay đua của Việt Nam. Ok. Đây các bạn xem cái view. Thì phòng dán decal nó là như vậy. Và tất cả decal ở đây là đều có chất lượng và đều bảo hành. Bảo hành bao nhiêu lâu Đức? Đức. Decal của mình bảo hành bao nhiêu lâu? Một năm anh. Một năm nha bạn. Đủ biết là chất lượng như thế nào rồi. Bảo hành một năm. Thì ở đây có anh Phát Hoàng, Đức Phùng sẽ hỗ trợ các bạn về tất cả các vấn đề kỹ thuật và những cái thẩm mỹ của xe để mà các bạn đến đây làm chiếc xe yêu quý của mình đẹp hơn. Ok. Rồi, Dũng xin thay mặt AK decal và anh em Typhoon xin chúc các bạn một ngày mới và tất cả những tháng còn lại, những tháng mới đều vui vẻ, sức khỏe và hạnh phúc. Ok. Nếu các bạn có cần làm đẹp xe và làm sạch xe thì hãy đến với AK decal số 27 đường 17 An Phú B, quận 2 sẽ hỗ trợ các bạn một cách chuyên nghiệp vì đây là tay full. Ok. Chúc các bạn nhiều niềm vui cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thấy video clip này gửi đến các bạn hiệu quả và đầy bổ ích, hãy like và subscribe giúp Dũng và ủng hộ channel, subscribe kênh Thế Dũng Official của Typhoon để xem thêm nhiều clip mới. Chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bye bye.
That goes there.